Vườn hoa Tam Đảo xin chào tất cả mọi người. Em giới thiệu với em mời mọi người là một cây bạch ta vành 5-6. Đấy, vành 5 đến 6 nha. Cây có một tử nuôi một tử con này. Một tử con này. Và cây thì rất là khỏe, thoát thân khoảng tầm 5-7 phân thôi. Nhưng mà bắt đầu là lên chia tán rất là đều, chia làm 3 chãng tán. Tạo thế bonsai rất là đẹp. Anh em nào sưu tầm thì liên hệ đến vườn hoa Tam Đảo. Số điện thoại là 0346 837 277. Cây trong chậu ấm rồi, khỏe rồi. Rất là đẹp mọi người nhá. Đấy, nuôi một tử này đang lên, nuôi tử lên này. Đấy, cây mẹ này, bộ rễ thì rất là đẹp. Mọi người về có thể làm bộ rễ lên cực kỳ đẹp luôn. Nhưng đây em sẽ không làm vì đang nuôi tử con nên chưa làm. Đấy, cây đang đóng nụ rồi nhá. Đây là cây bạch ta nhá các bác nhá. Vườn hoa Tam Đảo xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Các bác qua video cho em xin 5 đến 3 giây để xin cái nút đăng ký. Cây này vành 5 đến 6 nhá, 5-6. Nói chung là 5 cũng được, 5 là những cái điểm ở lưng lưng giữa này, còn đo gốc là 6, nhưng mà cứ tính 5-6 cho các bác dễ hiểu. Cây thì rất là đẹp nhá, đang nảy lộc rồi và đang có hoa chuẩn Tết Noel luôn cho mọi người sưu tầm. Vườn hoa Tam Đảo xin kính chúc sức khỏe mọi người. Nhớ cho em xin nút đăng ký. Em xin chào tất cả mọi người ạ.